được bất khả thuyết tâm vô ngại đi đến mười phương bất khả thuyết thần lực thị hiện bất khả thuyết tu không bò mé bất khả thuyết đi đến các cõi bất khả thuyết thấu đạt chư phật bất khả thuyết tinh tấn dũng mãnh bất khả thuyết trí huệ thông đạt bất khả thuyết với pháp chẳng hành chẳng không hành vào các cảnh giới bất khả thuyết không thể diễn nói các đại kiếp luôn đến mười phương bất khả thuyết, phương tiện trí huệ bất khả thuyết, chân thật trí huệ bất khả thuyết, thần thông trí huệ bất khả thuyết, niệm niệm thị hiện bất khả thuyết. Với bất khả thuyết các Phật Pháp, mỗi mỗi biết rõ bất khả thuyết ở trong một thời chứng Bồ Đề hoặc đủ thứ thời mà chứng nhập. Đầu lông cõi Phật bất khả thuyết, trong bụi cõi Phật bất khả thuyết, cõi Phật như vậy đều đi đến, thấy các như lai bất khả thuyết, thông đạt nhất thật bất khả thuyết, kéo vào giống Phật bất khả thuyết, cõi nước chư Phật bất khả thuyết, thầy đều đi đến thành bồ đề, cõi nước chúng sinh và chư Phật thể tánh khác nhau bất khả thuyết, ba đời như vậy không bò mé bồ tát đều thấy rõ tất cả